Ok, thì hôm nay mình sẽ đến shop lxcgamer.com để thử vận may rút kim cương và vòng quay FF cho anh em xem nhé. Vòng quay 10k anh em để sử dụng được 912 kim cương và nhiều lick VIP anh em nhé. Ok, thì shop này là shop chính chủ của mình, có thử vận may kim cương 20k, 50k, tỷ lệ ra kim cương 5.000 kim cương cực cao anh em ạ. Và có cả dăm đung code anh em nhé, code toàn code VIP luôn. Ok, mình sẽ vào quay vòng quay 10k cho anh em xem. Thì với vòng quay đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận được cái gì đây? Thì link shop mình đặt dưới phần mô tả và phần bình luận video, anh em nhớ kích vào để mua ủng hộ mình nhé. Với vòng quay đầu tiên chúng ta sẽ nhận được cái gì? Wow, với vòng quay đầu tiên chúng ta nhận nick nhiều skin xuống nhá. Đây à, nick nhiều skin xuống là nhiều skin VIP anh em nhé. Ok, khá là ngon đúng không em? Ok, mình tiếp tục vòng quay thứ hai. Sau vòng quay thứ hai chúng ta sẽ nhận được cái gì đây? Thì shop mình đang có em vừa 50 nạp 50k sẽ được 1.000 VIP. Wow, chỉ với 10k anh em thôi, được 9-12 kim cương, khá là ngon đúng không em? Ok, thì link shop mình đặt dưới phần mô tả và bình luận video, anh em nhớ kích vào để mua ủng hộ nhé. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Feeling.